bắt cựu trưởng phòng tổ chức, hành chính công ty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả. Ngày 26 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Minh Đức, cựu trưởng phòng tổ chức, hành chính của công ty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn của anh TTB và anh PTA, đều trú tại thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Tố giác Phạm Minh Đức, sinh năm 1992, trú tại tổ 1, khu 7, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Nguyên trưởng phòng tổ chức, hành chính của công ty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả. Lừa đảo chiếm đoạt số tiền 7,52 tỷ đồng thông qua việc lập hợp đồng giả mạo mua bán phế liệu, vật tư cho công ty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định tháng 5 năm 2022 do cần tiền tiêu xài, Đức đã nói dối về việc được lãnh đạo giao phụ trách bán thanh lý đồng phế liệu, nhập vật tư, thiết bị, máy móc và vận chuyển cho các đơn vị đối tác của công ty. Nếu anh TTD và anh PTA muốn mua đồng phế liệu thì đặt cọc tiền và góp vốn với Đức nhập vật tư, máy móc, vận chuyển thiết bị cho công ty để hưởng lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn. Do tin tưởng vào thông tin mà Phạm Minh Đức đưa ra, từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2022, anh TTD và anh VTA đã đưa cho đối tượng này 7,52 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Đức đã sử dụng, chi tiêu cá nhân hết. Đến đầu tháng 11 năm 2022, Đức tự ý nghỉ việc và bỏ trốn khỏi địa phương. Cũng trong quá trình giải quyết vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nhận được đơn của anh PXT tại thành phố Hải Phòng, tố giác Phạm Minh Đức lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,5 tỷ đồng cũng với thủ đoạn tương tự như trên. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Minh Đức để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, điều 174, Bộ luật hình sự.